Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ. Vâng, và đó như các bạn đang thấy ngay trên bàn này là có một chiếc đồng hồ xanh với logo vương miện. Đó chính là một chiếc Rolex. Và chiếc đồng hồ này thì có gì đặc biệt? Đó là một chiếc đồng hồ có sở hữu cái mặt số có chất liệu tự nhiên, có tuổi đời đến hàng triệu năm, được dùng để chế tác mặt số đồng hồ. Và đó là chất liệu gì? Vâng, và chắc hẳn các bạn cũng sẽ đoán ra, một số bạn cũng đã đoán ra được đúng không ạ? Đó chính là đá thiên thạch. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá chiếc đồng hồ này ngay sau đây nhé. Nếu nói tổng quát về thương hiệu Rolex thì cũng mất rất nhiều thời gian. Nào là thương hiệu đồng hồ giá trị nhất trên thế giới, thương hiệu có những chiếc đồng hồ giữ giá nhất, hay thương hiệu có những chiếc đồng hồ biểu tượng như Submariner, rất nhiều. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ nói qua về dòng Daydate đang trên tay tôi đây một cách ngắn gọn mà thôi. Rolex President Daydate sở hữu những cái nguyên liệu và kim loại rất là xa xỉ như vàng, vàng hồng. Nhưng đặc biệt nhất, Rolex đã cho ra đời một mẫu Daydate có sử dụng cái chất liệu được coi là quý hiếm bậc nhất, chất liệu phải mất đến hàng triệu năm mới có thể hình thành, và đặc biệt nó không đến từ trái đất. Vâng, đó chính là đá thiên thạch như các bạn đang nhìn thấy đây. Đó chính là đá thiên thạch. Nói qua về lớp vỏ chiếc đồng hồ này thì nó không có quá nhiều sự khác biệt với những chiếc Daydate thông thường hay là Desert, vì lớp vỏ này là lớp vỏ Oyster, rất là đặc trưng của Rolex như các bạn đang thấy đây. Đó, không có gì là đặc biệt. Size 36, tai càng hơi thẳng, hơi ôm vát, vành khía đặc trưng, dây vàng thì rất sáng và sang trọng, vàng Everose có chứa 2% bạch kim, thế nên là giữ màu được lâu hơn, vàng thì nó sáng bóng, đẹp và nhìn trông nó hiện đại hơn. Phần dây này ở giữa là đánh bóng gương, còn ở hai phần thân này thì làm xước mờ, rất là đẹp. Đó, ở khóa thì có logo hình vương miện. Đây, tôi mở khóa cho các bạn xem. Đó, cũng bằng vàng nốt đương nhiên rồi. Và đây chính là đáy của đồng hồ. Đáy của đồng hồ thì có là đáy kín, cũng được mài xước và có cái phần răng, và có phần răng cưa ở đây. Đó, núm đồng hồ góc 3 giờ có in hình logo biểu tượng Rolex cùng hai cái chấm. Hai cái chấm này nó chính là thể hiện cho trong núm này có hai cái gen chống nước.
những nguyên liệu quý hiếm, được bổ sung thêm một cái chất liệu nữa rất là quý hiếm, đó chính là thiên thạch. Ngoài ra lại thì những cái mảnh thiên thạch Gibeon đã được bảo vệ bởi cái luật Namibia, có nghĩa là gì? Nghĩa là không ai có thể tiếp tục thu hoạch cái chất liệu quý hiếm này nữa. Thế nhưng Rolex đã mua lại một cái số mỏ khoáng vật Gibeon này cho cái số lượng đồng hồ thiên thạch trong tương lai. Những cái chiếc đồng hồ Rolex President Day Date 118235 sở hữu cái mặt số thiên thạch này có giá hãng niêm yết là 41.750 đô. Nếu như chúng ta mua tại Việt Nam chính hãng thì giá xấp xỉ gần 1 tỷ đồng. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Thì nếu như các bạn có nhu cầu hay là có thắc mắc gì về những cái chiếc đồng hồ Rolex Day Date nói chung và chiếc Day Date mà thiên thạch nói riêng này, thì hãy liên hệ với chúng tôi qua website www.giabaoluxury.com. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe.